Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vựa ô ly bài tập toán lớp 2. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 63, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số. Bài số 1 tính 15 mà ta trừ ra 6 bằng 9. 16 mà ta trừ ra 5 còn 11. 17 ta trừ cho 3, 7 ta trừ cho 3 bằng 4, 14. 18 mà ta trừ cho 4 là bằng là 14. 15 ta trừ 1 còn 14. 15 mà ta trừ 9 là còn là 6. 15 ta trừ cho 2 còn 13. 18 mà ta trừ 7 là còn 11. 17 trừ 8 là còn là 9. 16 ta trừ 10 là còn là 6. Bài số 2, viết số tích hợp vào ô trống. Số bị trừ là cái hàng này, số trừ là cái hàng ở giữa và hiệu là hàng cuối cùng. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, ta trừ đi để hiệu. 15 mà ta trừ cho 14 là còn lại 1. Muốn tìm số bị trừ thì ta lấy hiệu, ta cộng với lại số trừ. 10 ta cộng 9 là bằng 19. Muốn tìm hiệu thì ta lấy số bị trừ, ta trừ đi số trừ. 18 ta trừ cho 8 vậy là còn lại là 10. Muốn tìm số trừ ta lấy 16 ta trừ cho 2 vậy còn là 14. Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu ta cộng với số trừ, 9 cộng 9 là bằng 18. Bài số 3, tìm x biết 14 mà ta trừ cho 6. 14 mà ta trừ cho 6 là còn lại 8. Bé hơn x. X bé hơn 19 mà ta trừ cho 3 là 16. Như vậy là x nằm trong khoảng là 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nè. Vậy x là 8 là tới 9 nè, là tới 10 nè, 11, 12, 13, 14 nè, và cuối cùng là 15. Có bấy nhiêu giá trị x? Bài số 4. Mùa xuân năm nay án bay về vườn nhà An nhiều hơn năm ngoái là 8 con. Năm nay An đếm được là 34 con. Hỏi năm ngoái số án bay về vườn nhà An là bao nhiêu con? Rồi như vậy chúng ta đọc lại cái đề này. Mùa xuân năm nay án bay về vườn nhà An nhiều hơn năm ngoái là 8 con. Như vậy là năm nay thì An đếm được là 34 con. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy là năm nay là 34 con mà nhiều hơn năm ngoái. Như vậy chúng ta sẽ trừ ra 8, 34 ta trừ ra 8. Số án năm nay bay về vườn An là số án năm nay bay về vườn nhà An là 5 ngoái chứ. Tính năm ngoái chứ không phải năm nay. 34 trừ cho 8. 14 trừ 8 còn 6, giá trả 1 ngày 26. Còn chim én. Đáp số hai mươi sáu con chim én. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.